Xin chào toàn thể quý vị anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh của CC Cỏ Hải Dương. Thì mới nhất trong ngày hôm nay thì em sẽ tung lên và giới thiệu với chị các bạn một cái mẫu xe Ford Focus. Và đây là một mẫu xe Focus sản xuất năm 2009 với mẫu xe phiên bản sedan số sàn các bác nhé. Chiếc xe được sản xuất vào năm 2009, form mới, tức là cái form đèn niếc và cái đèn sau nó là đèn trắng hai vạch các bác nhé. Đấy, còn sơ xe thì em cam kết cho các bác là nguyên bản, zin nguyên bản toàn bộ xe. Mang biển số 43A35190. Đấy, giá bên em đang chào bán là 215 triệu đồng nhá. Anh chị nào đang quan tâm, đang có nhu cầu thì có thể alo trực tiếp cho em qua số điện thoại 0852 555 555 hoặc là 097 1102 399 để có thể anh em có thể kết nối qua số Zalo em ghim trên tôi đề để có thể được xem cái hình ảnh chi tiết của xe. Đây, về phần form mới thì chúng ta có thể nhìn thấy đèn nó là đèn niếc này. Đấy. Và con này thì chúng ta có thể nhìn thấy là đèn nó còn trắng sáng như mới luôn nhá anh chị nhá. Và ấy, cái cặp cản lưới tản nhiệt về phần đầu xe của Ford Focus thì chúng ta có thể nhìn thấy là nó khá đẹp luôn. Chúng ta có thể tựa như một chiếc Ford Fiesta phải không ạ? À, Ford Focus bản hatchback. Với phân khúc giá trị tầm tiền 300 triệu nó cũng chỉ ở phần đầu xe như chiếc xe này. Và con này bản sedan thì rất thích hợp cho anh chị mà chúng ta cần một cái không gian cốp để đồ. Về không gian sau bên trong xe đây, với mẫu xe Ford Focus sản xuất năm 2009 này thì anh chị em yên tâm là một trong những cái mẫu xe mà phân khúc hạng C rất là được nhiều anh em trên thị trường thích ở cái thời điểm đó. Với chiếc xe từ năm 2009 đến giờ nhưng ta thể nhìn thấy là chi tiết, là những cái chi tiết, những cái phần tôn vỏ của xe nhá, còn rất là cứng cáp. Với phần thứ hai là cái đồ nhựa bên trong nội thất của xe này. Các bác có thể nhìn thấy những cái chi tiết tắp đi này, còn rất là trắng sáng này. Đấy. Những chi tiết tắp đi rất là trắng sáng, không bị sơ soát gì nhá. Với em nó thì có trang bị thêm cả cốp điện thì cũng rất là thích hợp cho anh chị mỗi khi mà chúng ta mở phần cốp, đúng không ạ? Không cần phải dùng đến cơm nữa, đúng không ạ? Cốp rất là rộng này, toàn bộ lỉ ốp quanh xe. Và con này thì chúng ta nhìn này, đinh bấm này. Rồi là nốp dự phòng nguyên bản theo xe hết. Xe rất đẹp các bác nhé. Và giá bên em đang chào bán cho em nó chỉ có 215 triệu đồng thôi. Đấy. 215 triệu đồng là chúng ta có thể sở hữu ngay một cái mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu. Đấy. Xăng đang quanh tầm khoảng 7 lít đến 7 lít rưỡi trên 100 km thôi nhá. Trang bị ở ngoài thì chúng ta thể nhìn thấy là có la răng đúc rất là đa chấu nguyên bản, rất là cứng cáp luôn. Và phanh đĩa là phanh đĩa 4 bánh kết hợp theo đó là ABS luôn. Và em sẽ cho anh chị và các bạn chúng ta xem qua luôn phần khoang máy xe để có thể được kết thúc video clip. Thì anh chị nào mới xem được kênh thì có thể ấn nút đăng ký theo dõi kênh để có thể được cập nhật thường xuyên tất cả những mẫu xe về mới nhất từ cửa hàng bên em. Đây, chúng ta nhìn thấy xe chạy 13 vạn thôi. Vô lăng vô liếc nhìn còn như mới luôn nha các bác nhá. Gương kính chỉnh điện này. Đó. Mở ấy phát éo, nâng carbon. Nâng lên. Ok. Nữa. Nữa vặn vặn. Giữ giữ vào. Đây, về phần cabo này anh chị này, em khoang máy nhá. Con này zin nguyên bản theo xe các bác nhá. Máy thì hoàn toàn là máy zin nguyên bản theo xe, không cần phải giới thiệu nhiều. Về phần khoang động cơ cam kết bảo hành cho bác là máy nguyên. Xe không đâm va tai nạn, không thủy kích ở cabo này. Chỉ zin nguyên bản hết nhá. Tất cả những cái sườn cabo chúng ta nhìn rất là sắc nét, đúng không ạ? Và một lần nữa thì anh chị nào đang quan tâm thì hãy alo trực tiếp cho em để có thể xem trực tiếp cái mẫu xe hoặc để chốt trực tiếp cái mẫu xe này. Và xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong những chiếc xe lần sau. Xin trân trọng cảm ơn. Và anh em nào mà đang có nhu cầu bán xe hoặc thay đổi xe thì cũng có thể liên hệ nhá. Thì bên em là cũng chuyên mua bán và trao đổi tất cả những dòng xe ô tô cũ, ô tô cỏ đã qua sử dụng, phân khúc từ tầm tiền 400 triệu quay đầu. Đấy. Nói là với bỏ ra với cái số tiền như vậy ấy, 215 triệu đồng, nhưng mà một cái mẫu xe có quá là nhiều những cái công năng hiện đại luôn, đầy đủ tất cả những cái công năng huyền thoại để cho anh em mà sử dụng, có trang bị cả màn hình camera lùi đầy đủ luôn.
Chính vì thế thì anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Tôn vỏ của nó này gần như là nó còn nguyên bản hết, từ A đến Z luôn các anh nhé. Và giá của nó thì rất hợp lý rồi, không thể nào mà hợp lý hơn được nữa. Và tìm trên thị trường với những cái chiếc xe mà đẹp như thế này và bọn em đang chào bán chỉ có nhô 200 thôi. Này chúng ta biết. Xin chào tất cả các bác nhé.